Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ thức tỉnh cây rìu này lên level 2. Thì bây giờ nó bắt đầu cho thức tỉnh rồi. Thì mình các bạn có thể mua nguyên liệu thức tỉnh ở trong cái shop. Thì các bạn vào shop đây. Chúng ta có đá thức tỉnh và bán tới ngày bao nhiêu thì mình cũng không rõ lắm, tại vì cái này nó không có giới hạn ngày bán. Thì các bạn mình nghĩ là nó sẽ không thu hồi. Và các bạn mua thì các bạn lưu ý là các bạn mua ở cái móc 10 này thôi. Các bạn đừng có mua ở cái móc 30 này. Tuy là nó nhanh gọn hơn nhưng nó sẽ đắt hơn rất là nhiều. Tại vì khi mà các bạn mua 10 mảnh, mua với giá là 2.000 kim cương, thì chúng ta có phiếu giảm giá 500 game. Thì như thế thì đối với 10 mảnh thì chúng ta đã được giảm giá 1.500. Và như thế nhân 3 lên thì sẽ là 4.500. Thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Còn mua bên này thì sau khi giảm giá thì nó sẽ còn là 5.500. Thì như thế thì nó đắt hơn tận 1.000 luôn. Và các bạn cũng hiểu tại sao nó bán giá là chênh lệch. Không hiểu ở bên VNG đang nghĩ gì. Và các bạn nếu mà xem clip này thì nên mua ngay và luôn đi. Mình nghĩ là sau khi clip này thì VNG xem được có thể là fix lại cái giá bán. Rồi ok, thì đối với khẩu 14 SBIT thì cũng khá tuyệt vời. Khi mà nó bán giá cũng rất là bèo. Đối với cây này thì chỉ có chưa đến 900.000, tầm đấy thôi. Còn bên China cây này cũng phải rơi vào từ 1.500.000 đến 2.000.000 đấy nhá. Các bạn đừng có đùa là cây này bên đấy là rất là đắt. Khi mà nó bán như này rất là tuyệt vời cho anh em. Còn ở phía trước, ở lúc trước mà nó nằm trong cái vòng quay thì mình nghĩ là những ai quay rồi thì rất là tiếc. Và chúng ta sẽ được bán thêm nữa là cái rương giới hạn và chứa Kuribis Ultimate Gold vĩnh viễn và Barret Roya. Đối với cái rương này thì nói thật là chết vì tiền là cái chết rất là muộn phiền. Các bạn không nên mua, thế thôi. Coi dưới này có Quốc Dom mảnh. Và tuy nhiên này thì có tận 42 mảnh rồi. Thì mua thêm tầm 18 mảnh nữa thì có thể luyện được cây ghép thành cây Quốc Dom. Và bao tay titan thì mình nghĩ là các bạn không nên mua, tại vì cái này nó rất là choán màn hình và rất là khó chơi, thì không thích hợp cho những ai chơi cận chiến hay là gì hết. Chẳng qua các bạn nếu mà các bạn muốn mua thì sưu tập cho nó vui thôi. Và còn cái Swoop Dom này cũng thế. Đó. Và chúng ta có hộp và một tuần mì gói. Khi mở ra sẽ được chọn một trong 6 loại vũ khí vĩnh viễn. Rồi cũng khá là ok. Hộp này hình như là mình hồi trước là mình có mở rồi sao ấy. Rồi bánh bao cà phê. Ok, thì đây là những cái banner mà admin đã thêm vào. Cũng là tuyệt vời. Mình thấy ngon nhất là cây M4 Edbis. Rồi chúng ta sẽ cùng vào chủ đề chính. Đây là cây rìu level 1 và sau khi nâng cấp lên level 2 thì nó mạnh hơn, có chém đặc biệt và đẹp hơn rất là nhiều. Nếu các bạn có rìu VIP 1 rồi thì các bạn nên chịu khó và nâng lên rìu VIP 2. Thì khi đó thì chúng ta có thể được tăng HP với lại các kiểu. Cây này vào đầu đơn thì luyện boss cấp thì tuyệt vời đấy. Rồi chúng ta sẽ thực hiện mua nhá. Ô, cái điện mệnh lag này. Đùa bố à? Rồi hiện tại thì bên mình có điện rồi. Nên thực sự là khi mình sẽ cố gắng stream trong thời gian sớm nhất. Rồi xong rồi. Ô, đùa bố à? Rồi các bạn đợi mình một lát để mình chỉnh lại cái wifi. Rồi thông cảm. Rồi ok, hiện tại thì cái mạng mình nó hơi bị yếu một tí, các bạn thông cảm cho mình. Và đối với cái rìu này thì bán giá nó rất là cao. Đáng nhẽ thì tầm 150 đối với cái mảnh thức tỉnh thì nó khá là tuyệt vời rồi. Đây nó bán tận 200 DM, bán ác quá. Rồi, cứ tưởng là cây này ngon lắm cơ. Rồi bán giá rất là cao. Trên thế giới có muôn vàn gái đẹp. Rồi, em tưởng rằng em đẹp lắm hay sao? Cứ như em tôi đá xuống gầm cầu, chưa hả giận tôi lôi lên đá tiếp. Rồi ok, chúng ta đã mua đủ mảnh thức tỉnh rồi. Cái gì đấy, mới vừa thôi. Rồi ok, chúng ta sẽ vào giao diện thức tỉnh vũ khí. Và chúng ta đầy đủ nguyên liệu rồi. Thì các bạn hãy ấn vào cái nút thức tỉnh. Các bạn nhìn thấy rồi, phạm vi nó rộng hơn, xuyên thấu cao hơn và tất tần tật là nhiều hơn. Và nhiều hơn thì cũng ít thôi, nhưng mà đối với một cái rìu level 2 thì nó đấy là gọi là nhiều ấy. Rồi, nhìn cái chỉ số thì nó ít thế thôi, nhưng thực sự khi mà các bạn lao cận chiến thì các bạn sẽ biết là nó sẽ mạnh đến như nào. Tuyệt vời. Ok con dê, rồi chúng ta sẽ cùng test cây rìu này. Đấy, lên level 2 thì nó phải đẹp dai hơn chứ nhở.
lau cưa cẩm gái thôi. Ok, chúng ta sẽ đi cưa gái cùng cây rìu. Cái này thì chiếm ngang. Tuyệt vời. Có dầu găm. Chúng ta sẽ chơi ở cái map hội hoạt đăng. Tuyệt vời đấy. Nó sẽ update lên từ từ nên em cũng từ từ thôi. Sẽ còn nhiều thứ nữa chứ không phải là cây rìu này và cây M4 Netbeat. Rồi, cây này thì thực sự là lâu rồi mình cũng chưa chơi. Tầm 3-4 ngày rồi anh em ạ. Clip mình đăng lên thì toàn những clip cũ để mình phòng bão trước, là mình làm trước sẵn rồi. Chỉ chờ bão vào là không có điện nữa là thực sự là mình không làm được clip. Úi dồi ôi, cái điều này nó mạnh phết. Nó tăng chạy nhanh này. Lát thì mình sẽ test xong thì mình sẽ vào. Úi dồi ôi, cái gì cơ, dao găm à. Dao găm này rồi không có kill mark luôn. Úi dồi ôi, thơm thế, multi rồi. Đấy đổ rồi, ôi dao găm này, trời ơi, gặp cái phòng dao găm tao lại sợ chúng mày quá đấy. Các bạn nguy hiểm vừa thôi thì người khác còn chơi với cái định mệnh đâu nữa. Chơi dao găm này vãi, không được rồi. Phòng này toàn dao găm thế này không chơi được. Cái gì đấy? Đây, từ xem nào. Úi dồi ôi, đồng vãi nồi ạ. Úi dồi, không được. Tao lại sợ mày quá đấy. Yếu máu rồi. Úi dồi, chém. Chém rìu VIP này, úi dồi. Úi dồi, gì cơ, ôi không được. Úi dồi. Một pha ngáo ngơ đến từ ăn. Và không sao, chúng ta sẽ cùng là ổ bà, úi dồi. Pha đấy, chém này không trúng ấy. Tao lại sợ mày quá đấy. Điều này tuy mình lâu rồi mình không chơi nhiều, tại vì bên cái cấp của mình nó cũng có cái điều này. Đấy, khi mình chơi lắm. Đấy, thơm không? Úi dồi. Cái gì đấy? Mình chơi đặc biệt thôi. Đấy, chơi đặc biệt thôi anh em ạ. Không chơi cận chiến cái kiểu kia. Chơi đặc biệt thôi. Chiếm ngang nó mới phê. Dại gì? Chúng ta sở hữu một cái vũ khí VIP mà. Ô, thằng này nó không đi lùi. Thằng này không đi lùi. Cái gì đấy? Hết cả hồn. Chơi móc lốp này. Quay lại đây bạn ơi. Đừng chém thường nhá. Úi ôi, không được rồi. Vãi. Tuy nhiên bảo không chém thường rồi. Không chém thường rồi mà nhây. Úi ôi. Vãi, chém xa thế. Rồi. Đèn hết chỗ nói. Tao sợ mày có ô cái định mệnh nó nữa. Bọn này chém xa VL ạ. À. Ok, ping mình nó giật lên cao chưa kìa. Vãi hết cả xoài. Từ từ xem nào. Bạn ơi, lên đây hiến cho mình EQ. Úi giời, yếu máu kìa. Yếu thì đừng có ra gió. Tao lại sợ mày quá cơ. 2-3 mạng nữa. 3 mạng nữa thôi. Dạo này không chơi Godfire Legion nhiều, đâm ra là cái tay nó giật. Thơm thế này bảo sao không ăn AFK trước, tính sau. Úi dồi. Úi dồi. Gọi là mút kill thôi anh em ạ. Úi dồi. Không được. Từ xem nào, hết giờ rồi bạn ơi. Nhây làm cái gì. Cố lên. Chúng ta sẽ cùng vào xem soi. Xăm soi xem trong này sẽ có. Úi dồi. Mới vào test hàng thôi. Lâu rồi, mình thấy luôn là cái vũ khí này lâu rồi mình chưa chơi. Chúng ta sẽ cùng so sánh với lại rìu BC xe bếp cũ. Xem nó. Ấy, cái này không lên. Nãy mình soi rồi mà. Chi tiết này. Chúng ta sẽ cùng có thức tỉnh là tăng sát thương, tăng phạm vi và ngoại hình đặc biệt. Cùng phòng là tăng 30% HP. Skill thức tỉnh. Có thể tư thế chém ngang. Underman gì đây. Méo biết luôn. Tăng cự ly, tăng di chuyển nhanh, SP tăng 120%. Đây là cái ngon này. Nó có thể tăng 120% SP. Cùng phòng thì nó lại cộng thêm 30% nữa. Thì như thế thì như chúng ta có thể tăng lên tầm 150. Cái này mà boss cấp thì đúng là tuyệt vời. Rồi, thức tỉnh di chuyển nhanh. Chúng ta sẽ cùng làm thêm một trận nữa. Ai muốn mình làm clip này trong nhặt hòm zombie thì comment nha. Thì sẽ làm về nhặt hòm các kiểu.
Rồi ok, chúng ta sẽ cùng băm một trận nữa nhá. Ok, cái điều này công nhận nó cũng rất là ngon, không khác gì một cây điều VIP hết. Không khác gì một cây điều VIP. Lại đây, tao sợ mày qua đấy, solo luôn. Này thì điều VIP này, ôi trời ơi, rau găm. Trời ơi má ơi, sao lại có rau găm ở đây. Này thì nguy hiểm này, rau găm kìa. Tao sợ mày quá, ôi trời ơi, thôi rồi. Sẽ có đập sấp mặt thế này. Lại đây, mình thấy gót chân thằng nào đây, à gót chân ao y. Gì đây, sẻng à? Đừng nói với mình là rau găm nhá. Ui, lại rau găm. Anh yêu em không hề bóc phết. Tình chúng mình tuê tuết phải không em? Chạy đường nào? Đường nào? Đường nào nhanh hơn cây liều VIP này không? Rồi vũ khí cận chiến VIP thì đường nào cũng phải chạy nhanh hơn. Cái gì đây? Rồi quét đi, quét đi, quét đi bạn ơi, khi đời cho phép. Ui, rau găm này. Mệnh không gặp cái phòng toàn rau găm thế này. Mày gậy ngộ không? Tao lại sợ mày quá đấy. Double kill. Hay quá. Úi dồi, thơm thế này hả rồi. Đằng tiếp theo. Rồi thiếu tí nữa. Qua kill rồi. Tiếp nữa. Penta nào. Ô, không được rồi. Không penta được rồi. Sao thế? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Úi dồi, double kill. Úi dồi, thơm thế này. Đấy, cứ chạy vào yến mạng đi. Úi dồi, penta này. Penta bạn ơi, penta, penta này rồi. Tình điên, tình người vật cờ lờ. Rồi cứ bảo quay lại, đúng thật là đứng lại. Đây đây đây. Yêu cầu các bạn bớt tình người lại. Đấy, búa kìa. Vét thằng này, từ từ xem nào. Úi dồi, thơm thế. Từ từ, để mình vét má. Ủa, ấn chém thường. Rồi tôi xong lại bị hạ bởi cái sẻng cuối bác. Đắng thế hả rồi. Lại đây, tao lại sợ mày quá đấy. Rồi sẻng đi. Này thì sẻng này. Đúng rồi, dạo này móng tay hơi bị dài, nên bên cái phía mà tay di chuyển nó hơi bị lệch lạc xíu, anh em thông cảm nhá. Này, ui, vãi rìu, à búa. Vờ lờ các thím. Chơi gì mà hay thế. Ảo lòi. Ủa hai thằng sẻng này. Sẻng kia, ghê quá đi à. Rồi, ăn cái thằng rau găm đã, tính sau. Này đi, ô, cái gì đây, cái gì, đuổi theo này. Này đi, ô, từ từ, hoài thế à rồi. Từ từ xem nào. Cái gì đây, bay cái gì. Này thì bay. Bay này nguy hiểm này. Chào mình sẽ kết thúc clip này, các bạn xem thì thấy hay quên like, subscribe kênh của mình nhá. À, bye bye các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye các bạn. Bye bye mấy cưng.